thở sâu nào, đừng chậm lại chứ. Ui, chị cũng đừng thả lỏng. Đúng rồi, hít vào, thở ra, hai chị sẽ được gặp em bé sớm thôi. Phiêu, chào con, bé cưng của mẹ. Ủa, sao con tôi lại nghèo vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi. Ôi, cuối cùng cũng xong. Em bé giàu sao? Chuyện này là thế nào? Xin giới thiệu, khách mời chính của buổi vũ hội hôm nay là mình. Mình cũng muốn nhảy nữa. Xin chào quý cô, cho tôi xem thiệp mời được không? Ổn rồi, xin mời vào. Cảm ơn anh, lâu rồi mình mới thấy một nàng công chúa giàu có đấy. Đây là buổi vũ hội đầu tiên của đời mình, hào hứng ghê. Chào anh, đây là thiệp mời của em. Cứ tưởng là cô lau còng mới không đó trời. Ok, được rồi, em có thể vào. Chắc là cái này vứt đi được rồi nhỉ. Không uổng công mình tới đây. Bữa buffet chắc chắn sẽ làm mình hạnh phúc. Cơ mà có một cái lạ là mình muốn ăn đồ ngọt và đồ mặn cùng một lúc. Vậy nên mình đã ăn cả hai thứ. Mình mê ăn trứng cá tầm với sô-cô-la, hoàn hảo luôn. Cô nàng có gì vậy? Yêu, sao cậu có thể ăn được thứ này? Cậu ấy có gu lạ ghê. Oh, có thứ gì thú vị nè. Đúng lúc mình đang đói. Công chúa nghèo Jane hôm nay cũng thèm những sự kết hợp hương vị lạ đời. Đồ ăn hoàng gia thực thụ à nha. Quý cô xinh đẹp, nhảy cùng anh được không? Cuối cùng một phù thủy bận rộn như mình có thể thư giãn rồi. Còn mình thì chẳng muốn nhảy, để mình với đồ ăn là được rồi. Thích ngồi đây xem mọi người hơn. Điện hạ ơi, chậm đi nào. Áo, chân của mình. Úp, giày của ông làm hỏng gót giày của tôi rồi. Còn nữa, ông đang chắn đường của tôi kìa. Vậy tất cả là lỗi của tôi sao? Mình cảm thấy không được khỏe, phải đi nghỉ ngơi thôi. Chắc là do mình nhảy nhiều quá. Bây giờ lại khát nước rồi. Ồ, vừa đúng lúc. Anh đi đâu vậy hả? Mình nghe nhầm hay là có người gọi mình thật nhỉ? Anh có chịu dừng lại không hả? Cậu được trả tiền để làm ăn cẩu thả như vậy sao? Quý cô không sao chứ? Ui, cháu chóng mặt quá, hơi buồn nôn nữa. Cháu thấy hết khát rồi. Nếu chú muốn thì chú lấy đi nhé. Cháu thật tốt bụng, nên ngồi xuống thôi. Chắc là do mình ăn nhiều quá. Ồ, vương miện này hợp với trang phục của mình nè. Yêu, làm ơn tránh ra. Cậu ta không nên ăn dưa leo với mứt ngọt mới phải. Ôi trời, mình cũng sắp nôn rồi. Không thể tin vào mắt mình được. Mình có bầu thật hả? Wow, tình tốt quá đi. Linh cảm của mình hóa ra lại đúng. Mình sẽ có người thừa kế là nam hay nữ đây? Đúng là phước lành. Phải ăn mừng thôi. Chú Stone, phù thủy và thợ may bán thời gian đang rất cố gắng làm việc. Nếu mình chọn màu xanh nước biển, mình sẽ tạo ra nhiều tương phản hơn. Ý kiến tuyệt vời, nó giúp cho thiết kế thêm phần thú vị. May những bộ đầm lộng lẫy là thú vui yêu thích của chú ấy. Chú sẵn sàng dành ra hàng giờ đồng hồ. Liệu có nàng công chúa có cảm kích sự vất vả của chú ấy không ta? Này, thợ may, đến đây nào. Ồ, hóa ra lại là cô gái ấy. Tôi có thể giúp được gì cho cô? Tôi cần một chiếc đầm kiêu sa nhất. Những sự lựa chọn này là hoàn hảo nhất cho một quý cô mang bầu. Cô thấy sao? Tôi không thích. Giới thiệu gì đó thú vị hơn đi. Ồ, tôi biết rồi, chờ chút nhé. Ông ta đi đâu rồi? Tôi vừa mới hoàn thành nó hôm qua. Màu này đâu còn mốt nữa đâu. Tôi sẽ quay lại ngay. Sao ông ta làm được nhỉ? Bộ này thì sao? Rất thoải mái để ngồi chỉ tay năm ngón đó. Không, tôi muốn thứ gì đó độc đáo hơn cơ. Tôi vẫn còn một thứ để giới thiệu cho cô đây. Y như ông ta rơi xuống sàn nhà vậy. Cô dì ơi, tôi đây. Ôi trời ơi, hú hồn. Đây là một trong những thiết kế đỉnh nhất của tôi. Yêu, gớm quá đi mất. Cô chẳng biết mình muốn gì cả. Thêm vào đó, cô còn không có gu thẩm mỹ nữa. Ôi, đây chính xác là những gì mình muốn. Sao ông không cho tôi xem nó ngay từ đầu chứ? Chất vải tuyệt thật. Tôi sẽ mua nó. Cô ta không những hét vào mặt mình, mà còn lấy đi chiếc khăn trùm máy may của mình nữa. Tiền của ông đây, khỏi thối nha. Mình cần đóng giấy này làm gì đâu. Ồ, lại có thêm một vị khách nữa. Wow, mọi thứ ở đây đẹp thật đó. Nhưng mà tiếc là cháu chẳng còn đồng tiền nào cả. Chú có thể chỉ cho cháu cách may được không? Cháu nên bắt đầu từ đâu đây ta? Cháu thử tự may rồi, nhưng bị thất bại ạ. Cháu sợ mình sẽ làm hỏng tấm vải mất. Ồ, đừng lo lắng, không sao đâu. Chú sẽ dùng một thuật tài năng. Wow, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Thực sự là phép thuật sao? Tay của mình đang tự hoạt động này. Chiếc đầm đã xong rồi. Mình sẽ khoe với chú thợ may. Mình có nên đổi phong cách không nhỉ? Cháu xong rồi, chú thấy sao ạ? Thành phẩm ổn áp lắm đấy, làm tốt lắm. Tất cả là nhờ chú, tạm biệt chú. Hôm nay mình đã may được một chiếc đầm thần kỳ. Mình sẽ trân trọng nó. Mặc nó đi vũ hội cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Mình sẽ treo nó cạnh những bộ đồ khác.
Đúng rồi, mấy bộ đồ khác của mình cũng đâu có cửa mà so với nó chứ. Xong rồi, cuối cùng tủ đồ của mình cũng có bộ thật xinh đẹp. Ôi, lưng của mình. Biết rồi, tốt hơn rồi nè. Bây giờ chuẩn bị đi ngủ thôi. Quả là một ngày bận rộn. Mình cũng hơi mệt rồi. Nhưng mà không thể quên việc dưỡng da ban đêm được đâu nhé. Sao phải mua mặt nạ đắt tiền trong khi có một sự lựa chọn tuyệt vời như túi trà? Chúng thực sự rất hiệu quả trong việc cấp ẩm cho vùng da dưới mắt và đánh tan quầng thâm nữa. Ai, sáng mai mình phải dậy sớm như mọi khi. Ồ, giấc mơ kỳ lạ ghê. Vàng ở đâu ra vậy? Mình rất hài lòng với món đồ mua hôm nay. Thêm chiếc khăn choàng này vào bộ sưu tập của mình. Hôm nay mệt xỉu luôn. Phải đi nghỉ ngơi thôi. Andrew, đến đây nào. Vâng, thưa công chúa. Ta muốn thư giãn. Massage tay cho ta đi. Tuân lệnh, thưa công chúa. Thần đã học được từ những sư phụ giỏi nhất. Thần cam đoan, tay của người trông sẽ thật mịn màng và cao quý hơn sau khi massage. Thật tốt khi mình có thể mua được một người hầu riêng như vậy. Bây giờ dưỡng da mặt đi. Ta muốn phải thật sáng bóng khi tỉnh dậy. Mặt nạ vàng sẽ đáp ứng được người ạ. Đủ rồi, ngươi đi được rồi đó. Ôi không, em bé của mình. Mấy miếng vải rách này ở đâu ra vậy? Sao mọi thứ trông nghèo nàn thế kia? Các nàng công chúa mang bầu có vẻ như hay gặp ác mộng. Trong cửa hàng của chú Stone đang xảy ra chuyện gì vậy? Buổi sáng chú ấy may đầm, đem đến thì chế độc dược. Thi triển phép thuật hắc ám thôi. Để thực hiện điều này, mình sẽ cần đôi giày yêu thích. Đôi giày bị cô công chúa giàu có kiêu kỳ đó làm hỏng mà chẳng thèm xin lỗi. Và chiếc ly mà cô gái nghèo nhưng ngọt ngào đã đưa cho mình khi mình khát. Trộn hết lên nào. Ôi, suýt chút nữa thì quên nguyên liệu cuối cùng. Bây giờ mỗi người sẽ nhận được những gì mình xứng đáng được nhận. Ai hỗn láo với mình thì sẽ bị phạt. Trái lại, sự tốt bụng và vì người khác sẽ được thưởng. Nếu chú muốn thì lấy đi ạ. Cảm ơn cháu, cháu tốt bụng quá. Dù sao thì Aleston vĩ đại không bao giờ quên bất cứ điều gì. Đôi khi người nghèo khó thật đấy. Em hiểu mà, em cũng muốn ăn. Ai, không thể bỏ đói em được. Cắn một miếng đi. Cảm ơn chị, nhưng mình cũng đã quen rồi. Ôi, hình như mình sắp đau đẻ rồi. Em bé sắp được sinh ra nè. Mình sẽ ăn hết bánh phồng sau. Đến lúc phải vào bệnh viện phụ sản rồi. Chơi đàn hạt cầm thư giãn thật. Nè, ngươi hầu, mang cho ta chiếc vali đẹp nhất đi. Nhanh lên, ta sắp chuyển dạ rồi đây. Vâng, thần làm ngay. Cô công chúa chỉ mang những thứ thiết yếu đến bệnh viện phụ sản thôi. Đừng quên chiếc tô kim cương đấy. Ăn bằng tô thường là ta nuốt không vô luôn. Nhanh lên nào. Lời của người là mệnh lệnh. Cho cái này vào giỏ và cây đựng đèn cầy vào vali luôn đi. Chẳng biết nàng ấy cần mấy cái này để làm gì nữa. Nhưng tốt hơn hết là không cãi nhau với phụ nữ đang mang bầu. Khởi động xe đi, chúng ta đến bệnh viện. À, mang theo cả bức tranh nữa. Chắc phải xin tăng lương quá. À, rặn đi nào các cô gái. Ước gì có thể trả tiền để người khác đẻ thay cho mình. Tôi thấy đầu của em bé rồi. Xin chúc mừng, sinh nở diễn ra tốt đẹp. Hoàng tử bé của mẹ. Nhưng sao thằng nhỏ nghèo quá vậy? Đôi khi cuộc sống không thể lường trước được điều gì. Hên là mình có mang theo bánh vòng. Thêm chút nữa thôi. Chào đón con gái cháu đi. Bé gái của cháu sinh ra trong sự giàu có hả? Làm sao mà được, cháu làm gì có tiền đâu. Mẹ xin lỗi con nhiều con trai. Mẹ không hiểu được chuyện này. Không vấn đề gì hết. Ta thấy hai người có câu hỏi hả? Đến lúc trả lời chúng rồi. Hồ biến. Ngạc nhiên chưa? Hai người có nhận ra ta không? Chú đã làm gì với con của tụi cháu vậy? Ta đã biến con của cháu trở nên giàu có vì cháu tốt bụng và luôn cư xử nhã nhặn. Còn cô, sao con của tôi lại phải chịu số phận này chứ? Nó là hậu quả của thói hư tật xấu và thái độ tệ hại của cô đối với mọi người xung quanh. Có lẽ ông đã nói đúng. Tôi đã làm sai và tôi xứng đáng bị trừng phạt. Ha, chính xác đó. Có chuyện gì vậy? Chú cho mọi thứ trở về như cũ được không? Lucy đang khổ sở. Còn cháu đã biết cách nuôi nấng một đứa trẻ sao cho nó thật vui vẻ, dù có nghèo đi chăng nữa. Cậu ấy tốt bụng thật. Tôi cũng muốn làm một người giống như cậu. Được rồi, ta thấy cô đã rút ra được bài học. Ta sẽ thay đổi địa vị của hai đứa nhỏ. Cảm ơn ông. Thật vui vì giờ ai nấy cũng được hạnh phúc. Đó là bởi vì cháu luôn nghĩ cho người khác. Jane, ta sẽ biến hai mẹ con cháu trở nên giàu có. Wow, thật không thể tin được. Chú ơi, cháu có thể khiến nhiều người hạnh phúc hơn nữa. Mong muốn làm việc tốt của cháu thật đáng khen. Còn các cháu có nghĩ rằng một đứa trẻ nghèo sống trong gia đình giàu có sẽ hạnh phúc không? Trả lời ta dưới phần comment nhé.